đó đấy, em là một band tên là ba đứa này mệt ghê. À nhớ mày mệt là, ghê. Dạ đúng rồi, tên tiếng Anh là Three Billboard Tired đó. À dạ. Tìm tốt nha chị. Sao vậy? Đây là ba đứa này hơi mệt, chị lấy được hai đứa rồi đó. Đó. Chị mệt gấp đôi anh Kho. Đúng rồi. Con thạch xanh. À, ba con sói đi. Ba con sói. À đúng. Ba con sói. Ba con sói. Ba con sói. Nghe nó con sói nó hơi tự hình ha. Ba con sói. Ba con sói ok đó. CS. Ba công chúa. Hợp lý hợp lý. Tôi đề nghị là một hộp phận phòng máy không được biến tắc. Đổ đổ. Nhớ chú bạn. Được hay tên là gái làng chơi, gái làng chơi, gái làng chơi. Vô, đây vô. Đó chú. Chú em sẽ có tên là gì? Bia hơi. Lục nghề đi. Lục nghề ơi. Thôi lục nghề rồi, lục nghề rồi. Lục, lục, lục nghề. Càng nói càng lục nghề. Anh chứng minh làm gì? Sao anh nói gì nó cũng vòng vòng cái vụ đó vậy? Anh tính đặt là bia ôm mà. Kỳ quá, thấy kỳ quá. Thấp mặt quá, thôi đi rồi bia hơi cũng được. Anh còn tính đặt là, anh còn tính đặt là khăn lạnh nữa. Cho hai khăn lạnh em ơi. Ngọc, bà sẽ đặt tên cho đội mình là gì? À, em nghĩ là cái đội của em á, màu sắc cũng rất là nhã nhặn. Thì à, em sẽ đặt đội em tên là Trung Thu Noel Tết Nguyên Đán. Cái gì mà Trung Thu Tết Nguyên Đán rồi, Tết Nguyên Lịch rồi. Trung Thu Noel Tết Nguyên Đán, anh gọi tên đội của em anh phải gọi cho đúng. Chị có ý kiến nè. Trung Thu Noel Tết Nguyên Đán. Chị thì không sao, nhưng mà Quy á, trí nhớ già rồi, khó nhớ lắm. Mà em mà cho cái tên dài quá lát nữa liếu qua tên khác mất bạn công. Bạn tên gì vậy? Hồi nãy đáng lẽ là chỉ ra chị giới thiệu là ba đứa em là một band. À đúng rồi. Ba đứa em là một band nè. À. Dạ. Ba đứa em là một band tên là ba đứa này mệt ghê. À nhớ mày mệt là, ghê. Dạ đúng rồi. Tên tiếng Anh là Three Billboard Tired đó. À. Dạ. Diễn hài mà mệt là bơi trên sân khấu hay sao? Khán giả không cười mình mệt hả? Có ban nhạc đàng hoàng luôn á, ba người á. Ủa vậy luôn dạ. Hả? Ý là okay. Đã sân khấu lại cho MC. Điềm tốt nha chị. Sao vậy? Đây là ba đứa này hơi mệt, chị lấy được hai đứa rồi đó. Đó. Chị mệt gấp đôi anh Kho. Nói về cái chuyện mà mệt á, đến với chương trình chị chưa bao giờ khỏe hết. Không sao cả. Bây giờ chúng ta đủ thành viên rồi, sẽ đến lúc mà chúng ta phải đặt tên đội. Ok. Ok, đi lên đặt tên đội. Hai em muốn đặt tên gì? Anh muốn tên gì? Tên ấy đi. Ấy à? Ấy là tên gì? Gì à? Đặt tên gì vậy ta? Trời ơi, đổi tên mì, đổi tên mèo đi. Ok. Anh em mình đã mua hai ly trà đá. Thôi khỏi quan tâm nó đi chị, đổi mì tím đi. Đổi mì tím. Mì tím. Ờ. Mì tím. Nếu mà lấy thì lấy ba chỗ. Ôi ông mèo, mèo tím. Mì tím, trời ơi. Anh chị MC vô nghỉ xíu đi, em đặt tên xong rồi ra. Mèo tím à. Mèo mà tím ai coi. Bé này nó chưa chín lắm, mèo tím tái đi. Tự nhiên bé nó đặt mì chín nghe cái tự nhiên thấy liệt cơ. Kỳ vậy. Có loại mì người xưa hang á, mì trẻ em. Mèo không, tụi em ăn mì bóp bóp. Mì bóp bóp. Bóp ra. Ừ, đó. Hơi, mèo hơi tím. Thôi thôi khỏi quan tâm tới nó luôn đi chị. Mèo tím thôi. Em là cái gì Huy, em sinh năm mấy? Em sinh 202. Là con gì? Con ngựa. Ok. Mèo tím ngựa. Ố. Trời ơi, mèo tím. Hay là mình đặt tên là có một chú ngựa cổng một chú mèo màu tím. Cái tên đội mình nó đuổi mình về đó. Hay là mèo tím ngốc. Ê, ê, nói nghe nè. Ê, hai quỷ chơi cờ tướng kìa. Ủa, xong chưa? Xong chưa, xong chưa? Xong chưa? Là tên là vẫn không liên quan tới nó luôn. Mèo ngựa chuột. Xong chưa ạ? Ui. Rồi, xong rồi đó, xong rồi đó, xong rồi đó. Cái nhóm người ta đặt tên 8 kiếp rồi, nhóm chưa đặt tên. Xong rồi, xong rồi. Nhóm của tôi tên dài và văn hoa cho tên mì. Cái gì? Tên mì. Mì. Nhóm của tôi á, chơi là mới đầu tiên nên là mèo tím á. Mà còn một thôi, người tụi mình đổi nha tụi em. Bên kia ba chữ. Mình đổi ba chữ nha, vườn khoai mì. Mèo tím. Điểm tìm sim. Ngựa. Mèo tím tái đi. Nãy chị đổi tím tái, bé không chịu bé. Dạ cũng được, mèo tím tái đi. Mèo tím tái. Mấy con mèo mà tím tái là kiểu là hay bị bệnh lắm. Bé này là tại vì nó chưa lớn lắm. Ê, còn tái. Em góp ý cho mèo bầm tím. Mèo bầm. Mèo bầm tím. Nghe như bị đánh vậy em. À, bên đây là cái gì à, vườn khoai mì. Thì bên đây là mèo tím môn. Môn là sao ta? Thôi đừng có phân rang vậy, mình đặt tên một cái tên nào nghe nó dễ thương thôi. Mèo. Đúng không? Mèo. Mèo méo mèo. Mèo méo mèo mèo mèo. Rồi mèo méo mèo. Ừ, mèo méo mèo.
Rồi, mèo và vườn khoai mì. Chúng ta đã tìm ra được hai đội chơi của ngày hôm nay rồi. Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đặt tên đội. Đặt tên quan trọng nha, xin mời các bạn thời gian đặt tên 1 phút bắt đầu. Nhường anh đó, anh coi đi. Nhường em á, anh nhường em trước luôn á. Anh cứ nhường em hoài lady luôn. Lady first, lady first. Hết 30 giây vậy rồi. Thôi em sẽ đặt tên đội em là công chúa. Công chúa ơi. Thế thì mình còn gì nữa? Còn gì nữa thì còn gì nữa. Đúng rồi. Nô tỳ hả? Không. Hoàng hậu mới đỉnh. Chắc tụi anh sẽ là... Không, mình phải đặt là hoàng hậu mới đỉnh. Thôi, thôi. Hoàng hậu rồi. Thôi. Nếu mà đây là công chúa thì chắc là tụi em sẽ là... Công chúa thì phụ thuộc nô tỳ. Công chúa đó. Đúng rồi. Thạch xanh. Ba con sói đi. Con sói. À đúng. Ba con sói. Ba con sói. Anh đi. Nghe nó quay nó hơi tự hình ha. Ba con sói. Ba con sói, ok đó. Và chúng ta sẽ có hai đội là ba con sói và ba con công chúa. Công hey, chúa hợp lý hợp lý. Tôi đề nghị là một hộp phận phòng mái không được biến tắc. Quang, bây giờ là chúng ta không được để ba con sói rồi. Không được bạn ạ, tại vì ba con sói nó biến tắc hoặc là nó lên hình nó à, là phải biến tắc rồi. Trừu tượng lắm. À, trừu tượng. À, ba chàng hoàng tử cũng được. À, thôi hoàng tử thôi, bên kia là hoàng công tử chúa thôi. Thì hoàng tử hay là hoàng tử đi cho nó cân bằng. Rồi, công chúa và hoàng tử chốt đơn. Và bây giờ là lúc chúng tôi rất mong muốn các bạn sẽ nghĩ ra một cái tên thật kêu cho đội của mình. Lady First đi, cho hai trăm chiếc, tên của đội bạn là gì? Ban đầu là Trâm tính đặt cái tên mỹ nhân. Tại vì đội rằng là nhờ những người xinh đẹp. Nhưng mà mỹ nhân thì không lẽ là tôi chỉ khen tôi. Còn hai bạn nam thì không có đúng dùng rồi. Từ mỹ nhân chị, được. Vậy đi, em đặt trước chị đặt sau đi là chị sẽ có ý cho đội rồi, như rồi ok đi. Em đặt đi. Với hai cô gái rất xinh đẹp và tài năng của đội em cộng với em ở đây, thấy không? Em sẽ quyết định đặt tên đội em là Âm Thịnh Dương Suy. Như vậy đội đầu tiên là đội Âm Thịnh Dương Suy. Dạ. Vậy thì bây giờ tôi đọc, tôi kêu cái tên của tôi là tôi thấy thương cho MC lắm. Dạ. Dương Thịnh Âm Suy. Okay. Nhớ nha MC nha. Trời ơi. Một cái là Dương Thịnh Âm Suy, một cái là Âm Thịnh Dương Suy đó. Mọi người ơi, chúng tôi là những người trước khi là MC là những nhà phong thủy. Âm Dương là trong lòng bàn tay chúng tôi. Nói lại đi bé. Xin chúc mừng đội Âm Thịnh Dương Suy và đội Dương Thịnh Âm Suy. Cùng lập đội của mình, chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi đầu tiên cho anh nhỉ. Rõ ràng thấy chưa, các bạn sao làm khó chúng tôi được. Nào đội Dương Thịnh Thịnh Suy. Nào đội Dương Thịnh Thịnh Suy. Dòng đầu tiên là dòng tàng hình. Và các bạn, như vậy là cuối cùng thì hai đội chơi đã có được những thành viên của mình rồi. Nhưng trước tiên chúng ta phải tìm ra được cái tên gọi của đội. Đầu tiên Ngọc, bà sẽ đặt tên cho đội mình là gì? À, em nghĩ là cái đội của em á, màu sắc cũng rất là nhã nhặn. Thì em sẽ đặt đội em tên là Trung Thu Noel Tết Nguyên Đán. Cái gì mà Trung Thu Tết Nguyên Đán rồi, Tết Nguyên Lịch rồi. Trung Thu Noel Tết Nguyên Đán, anh gọi tên đội của em anh phải gọi cho đúng. Chị có ý kiến nè. Trung Thu Noel Tết Nguyên Đán. Chị thì không sao, nhưng mà Quy á, tiếng nhớ già rồi khó nhớ lắm, mà em mà cho cái tên dài quá lát nữa liếu qua tên khác mất bạn công. Tên gì vậy? Đội của em sẽ rút ngắn tên lại một chút với tên là Thu En Đán. Các bạn khi mà làm chương trình này, các bạn phải nghĩ là cái lượng khán giả chúng ta rất là nhiều lứa tuổi. Người lớn cũng có. Bây giờ người đọc lớn tên và trẻ nhỏ đều Thu có. Nguyên Đán ai hiểu là cái gì? Thu nên đáng hả? Thôi bây giờ ráng Ly Quy, có ba chữ rồi cũng ráng nhớ. Thu trăm. Nguyên Đán chấp nhận. Thu En Đán. Giờ tôi tính lại nè. Tôi ủng hộ cho Ngọc là Thu En Đán, nhưng nó có nghĩa. Ok. Hải ơi, bây giờ Hải, tên gì? Để bên kia cái tên dài mình rút gọn không? Mình đi, đừng có mình, đi theo vết xe đổ của mình Ngọc. Mình làm một tên gì đó mà nghe nó rộn ràng, sạch sẽ nè. Mồ hôi quá. Cái tên bà đặt ý nghĩa cho bà lễ hội. Rào lại bà đặt cho người ta mùi hôi quá là cái gì? Đặt tên gì nghe kêu kêu coi. Một chữ thôi nha, cho gọn. Nhìn gương mặt của họ nè. Tức thắng. Hải ơi, những cái đội mà chiến thắng tức thắng gì thua hết nha Hải nha. Cái tên tức thắng mà lỡ nhưng mà có thua là không phải tại MC nha, tại định mệnh nha. Tại bạn đặt nha. Rồi bây giờ chốt. Đội của Lâm Minh Hải là tức thắng, còn đội của Ninh Chi Lan Ngọc là Thu En Đán. Bây giờ thôi gợi ý bên kia đi, bên đây lục đục rồi, bên kia đặt tên là lục nghề đi. Lục nghề đi. Thôi không được đâu, nó dụ mình đó lục nghề. Mình không có nghề đó. Lục nghề được không? Thôi thôi,
Mình lục đồ đi. Tụi em yên tâm, anh đã có cái tên cho nhóm tụi mình rồi. Nhạc buồn, nhạc buồn. Anh nói cho vui nè, nói cho vui nè. Xin một cái nhạc sôi động nào. Nhóm chúng em Anna. Được mang tên là gái làng chơi, gái làng chơi, gái làng chơi. Chơi luôn kìa. Thôi. Chơi luôn. Thôi lấy cái tên lục nghệ đi, lấy cái tên lục nghệ đi sao? Không bị ôm luôn. Đây là chương trình ca hát, đúng không? Sao đặt Bùi Viện cái gì đó? Em đặt nhóm vậy sao lên sóng truyền hình được? Đúng hả? Lấy cái tên cũ đi, tên cũ được thôi. Trong phim em, trong phim đông. Nhóm này cho tên đài thành nhóm bíp á. Bíp, bíp. Thôi mình lấy cái tên gì cho nó okay. Giống bên kia nè. Vậy mình sẽ đặt cho một cơ hội nữa. Thôi được. Cho một cơ hội nữa. Đi nhau sôi động rồi. Vô. Vô. Cho mấy anh ơi. Yeah. Số gì ra, số gì ra. Ủa lộn. Vô. Cái gì? Vô. Có chưa? Chúng em sẽ mang tên là gì? Bia hơi. Lục nghề ơi. Thôi lục nghề rồi, lục nghề. Càng nói càng lục nghề. Anh chứng minh làm gì cho tụi nó chửi mình. Sao anh nói gì nó cũng vòng vòng cái vụ đó vậy? Anh tính đặt là bia ôm mà. Thấy kỳ quá đặt bia hơi. Quá thôi đi rồi bia hơi cũng được. Anh còn tính đặt là anh còn tính đặt là khăn lạnh nữa. Cho hai khăn lạnh em ơi. Trời ơi mệt. Thôi bia hơi. Dạ rồi nội trưởng mà đi, bây giờ hai đội viên mình nghĩ ra tên gì đội mới đi. Đặt kệ đi. Dạ, đi đặt tên lên mồi đi. Thôi thật sự. Mình đặt tên là lên mồi. Mình đặt là một cái tên thật sự để mình chơi chương trình nè. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đặt tên đội của chúng ta thật kêu. Ý nghĩa. Ok. Chúng ta tên sẽ đặt tên là những ngôi sao sáng lấp lánh trên trời cao. Những ngôi sao sáng lấp lánh trên trời cao. Quá. Những ngôi sao mà thấy nó sao sao á. Ta đều là những người bạn đồng nghiệp quá thân rồi. Trời quá hiểu rất với là nhau. Hiểu nhau. Bỏ qua cái giai đoạn giao lưu luôn. Đúng. Tại vì hiểu nhau quá rồi. Nhưng mà các bạn có muốn lấy tên là Unified Monster hay là các bạn sẽ đổi tên khác? Không. Đổi tên khác. Bây giờ nhóm em là đợt trước đã tham gia rồi và lấy tên là ba chú chim non nho nhỏ. Em không đồng ý nữa. Em tham gia là em không đồng ý nữa. Đây là mùa sau rồi cho nên mình phải đặt tên nó lớn hơn. Những chú chim trưởng thành đúng không ạ? Ok, những chú chim trưởng thành. Ok. Ngày nay những chú chim đã trưởng thành rồi và quay về chiếc tổ của mình. Không biết là có kinh nghiệm hơn xưa hay chưa. Rồi còn Monster đổi tên gì ạ? Trước mình tên gì ta? Một trước mình tên là cái gì? Ngọn nến hay gì? Trước mình cái gì mà lung linh long lanh ấy. Nhưng mà thôi đi, cắt nghĩa mấy cái lung linh long lanh đi. Nghe nó hơi mỏng manh trước gió. Bây giờ đội bên này là chim đúng không? Đúng rồi. Người không muốn làm lại làm muốn làm chim. Đúng không? Mình là ba người đàn ông trưởng thành đi. Wow. Hợp lý không? Ba người đàn ông trưởng thành. Đúng. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với vòng chơi đầu tiên thì đề nghị hai đội trưởng chúng ta chọn tên của đội mình đi nè. Rồi bây giờ đội tôi viết đặt tên gì bây giờ? Bảo Trang, Bảo Quyên, đi Bảo Thi bây giờ cũng đặt tên. Đội Bảo Táp. Đúng không? Được. Bảo Táp. Được. Đội Bảo Táp nha. Bảo Táp. Bảo Táp là tên của đội ST. Rồi bây giờ. Anh Hiếu, Bảo gì? Bây giờ lấy tên gì được à? Lấy Phong Ba đi. Bên kia tên Bảo Táp, bên đây Phong Ba đi. Bảo Táp hả? Bảo Táp, bên kia Táp, Táp tới đó. Vậy mình lấy Táp Bảo đi anh. Táp Bảo. Như vậy chúng ta có hai đội chơi. Thứ nhất đó chính là Bảo Táp. Thứ hai đó chính là Táp Bảo.